tiết lộ thân thế vị tướng miền Trung tiếp đuốc đốt lò. Công bố nhân vật bí ẩn thay Bác Trọng làm Tổng Bí Thư. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Sắc Màu Tâm Linh. Thưa quý vị, trước đây khi chưa lên làm Chủ tịch nước, người ta từng độn đoán ông Võ Văn Thưởng sẽ là người kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí Thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên sau cú ngã ngựa vừa qua, ông Thưởng đã không còn cơ hội để ngồi vào ghế Bí Thư nữa. Vậy trong tương lai ai sẽ đủ sức lực và tài năng để thay ông Trọng đốt lò? Đây vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Bởi như chúng ta đã biết, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng năm đã 80 tuổi, sức khỏe của ông cũng mỗi ngày mỗi yếu, thì việc tìm được người kế tụng nhiệm vụ cao cả ấy là việc hết sức cần thiết. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ điểm qua chân dung Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và tiêu chí lựa chọn Tổng Bí Thư đã được ban hành, để qua đó chúng ta biết được chân dung người đốt lò vĩ đại tiếp sau Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là ai quý vị nhé. Sau sự vụ của ông Võ Văn Thưởng, thì người ta càng tin tưởng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam là thực sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm cho dù người đó có là ai đi nữa. Để làm được điều này, thì người đứng đầu của Đảng không chỉ là một người cương quyết dám nói dám làm, dám nhìn thẳng vào sự thật, mà còn cần phải tin nhanh và khéo léo. Nếu người đứng đầu Đảng của chúng ta không phải là một người như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thì công cuộc chống tham ô tham nhũng có đang diễn ra quyết liệt tới cùng như bây giờ hay không? Nếu không phải là một người như Bác Trọng, thì liệu Trịnh Xuân Thanh có bị lôi về? Đại án kinh tế Vạn Thịnh Phát và án tham ô của tập đoàn Phúc Sơn có được lôi ra ánh sáng? Những nhân vật cấp cao có bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm đạo đức hay không? Nếu không phải là một người đốt lò đầy lý tưởng và tâm huyết như Bác Trọng, thì cả củi khô lẫn củi tươi cũng không thể nào cháy lên rừng rực như bây giờ được, đúng không quý vị? Trong bối cảnh mà một số bộ phận quan chức Việt Nam không ngừng tận dụng vị thế của mình để đục khoét của công làm giàu bất chính, tham ô tham nhũng, một người làm quan cả họ được nhờ, thì riêng Bác Trọng lại tiêu biểu cho mẫu quan chức liêm chính còn lại. Bước sang năm 2024, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có gần 13 năm giữ chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, gần 27 năm là Ủy viên Bộ Chính trị. Những ngày đầu năm, mạng xã hội đã có rất nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng do sự vắng mặt của ông trong các sự kiện đón tiếp chính khách quốc tế. Có thể nói, tuổi của Bác Trọng ngày một cao, đó là điều lo sợ với nhân dân cả nước Việt Nam. Lo vì Bác đã nhiều tuổi rồi mà vẫn nặng lòng vì nước, vì dân. Lo vì không biết được rằng liệu có ai sẽ đủ sức mà thay Bác Trọng làm Tổng Bí Thư vì đất nước, mà tận tâm, tận lực hay không. Trước khi đi sâu vào những tiêu chuẩn của Tổng Bí Thư, những ứng viên sáng giá cho vị trí này, thì có một câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm lúc này, rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người thế nào? Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình bần nông và là con út trong số 4 anh chị em. Ông từng được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ ở bộ môn khoa học xã hội tại Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1992, ông đã được nhà nước phong hàm phó giáo sư và vào năm 2002, ông được phong hàm lên giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng. Trước khi lên làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã trải qua các vị trí như Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ký trưởng Ban Cán sự Đại học phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội khóa 11 và 12. Đến tháng 01 năm 2011, ông kiêm thêm chức Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nông Đức Mạnh, và từ đó cho đến nay, ông liên tục được tín nhiệm để ngồi ở vị trí này. Liên quan đến tham nhũng, từ nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã đề ra một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn với hàng ngàn quan chức, bao gồm cả các chính trị gia cao cấp, bị xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc bắt giam. Ông ví chiến dịch này với việc đốt lò, vì vậy nó có tên gọi là chiến dịch đốt lò. Chiến dịch được các nhà quan sát cho là một nỗ lực của Đảng trong việc giành lại quyền lực và uy thế, cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và sự dẫn dắt của Đảng. Chiến dịch đốt lò đã khiến hàng ngàn quan chức cấp cao bị xử lý kỷ luật, đi tù, buộc thôi giữ các chức vụ trong Trung ương Đảng và nhà nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ thứ ba, ông Trọng được cho là đã đẩy mạnh chiến dịch đốt lò của mình. Liên tiếp,
các quan chức bị bắt và bị khai trừ khỏi đảng, nổi bật như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong bê bối chuyển bay giải cứu. Hay trong bê bối Việt Á đã có hơn 102 bị can, trong đó có 3 người của ủy viên chính thức là Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, sau đó cũng đã phải xin thôi việc sau khi bị kỷ luật vì bê bối này. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, hai phó thủ tướng là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đã thôi làm ủy viên Trung ương Đảng. Cả hai cũng thôi làm phó thủ vì được cho liên quan đến nhiều vấn đề tiêu cực. Tiếp đến là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mới nhất là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã phải tự chức trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Hẳn các bạn còn nhớ, trong buổi gặp mặt các cử tri vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, ông Trọng từng nói. Ông nói, các bác chờ mấy vụ sắp tới sẽ làm. Có vụ tồn tích lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí chạy trốn đi rồi nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được. Ngồi đấy chờ mà xem trốn có được không? Ai bao che cũng không được, ai bao che xử lý người bao che. Làm quyết tâm, quyết liệt, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta được nhân dân rất hoan nghênh, thế giới nể phục. Đó là chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được cho là người đốt lò vĩ đại của thế kỷ. So với những người tiền nhiệm trước, có thể nói ông Trọng đã làm nhiều hơn. Nói những lời ông nói đã được thể hiện bằng những hành động quyết liệt và đầy khôn khéo để giữ được sự trong sạch và vững mạnh của thể chế, cũng như an ninh vận mệnh của đất nước. Vậy điều kiện nào để một người có thể ngồi được vào chiếc ghế quyền lực này? Như trong quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn lựa chọn vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng mà Tổng Bí thư đã ký ban hành thì cán bộ thuộc diện BAN chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Đối với Tổng Bí thư, phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực khác. Cụ thể là có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư phải có trình độ cao về lý luận chính trị, có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước. Đồng thời, có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán. Bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc. Có năng lực lãnh đạo, điều hành BAN chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Tổng Bí thư phải là người đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do BAN chấp hành Trung ương quyết định. Chiếu theo những quy định như vậy, thì Việt Nam hiện nay đang có 3 người có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và thứ ba là Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Trong 3 người này, ông Chính và bà Mai cùng sinh năm 1958, ông Huệ sinh năm 1957. Đều đã vượt quá 65 theo khung tiêu chuẩn ban hành vào năm 2016. Nếu có sức khỏe tốt, họ sẽ thuộc trường hợp đặc biệt để tái cử và gánh vác trọng trách thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư của Việt Nam chưa có tiền lệ là phụ nữ, nên cơ hội để hai ông là ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ kế nhiệm ông Trọng là rất lớn. Vậy tiểu sử của hai vị này có gì đáng chú ý? Đầu tiên là tiểu sử, sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có 8 anh, chị em.
cha ông là cán bộ công chức địa phương, mẹ làm ruộng. Năm 1963, ông theo gia đình về xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thở nhỏ, ông theo học trung học tại trường phổ thông trung học Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1975, ông theo học dự bị ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 1976, ông được cử làm lưu học sinh tại Bucharest, Romania, trong thời kỳ nước Đông Âu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romania. Ông học tiếng Romania và nhập học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Xây dựng Bucharest, UTCB. Đến năm 1984, ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Năm 2000, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật. Ngày 09 tháng 3 năm 2010, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm phó giáo sư chuyên ngành luật. Phạm Minh Chính được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 12 năm 1986, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 1987. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Là một chính trị gia người Việt Nam, ông hiện là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, nguyên là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Trưởng Tiểu Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Phạm Minh Chính là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học hàm phó giáo sư, học vị kỹ sư xây dựng, tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, khóa 11, 12, 13. Trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động từ ngoại giao xã hội chủ nghĩa, công an nhân dân, giáo dục luật học, tham gia phương diện chính trị địa phương cho đến trung ương trước khi trở thành lãnh đạo hành pháp của Chính phủ Việt Nam của thời kỳ mới. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, Phạm Minh Chính trở thành Thủ tướng Chính phủ thứ 9 của Việt Nam. Năm đầu tiên của chính phủ ông Chính bị phủ bóng bởi đại dịch COVID-19 do vụ lây lan dịch bệnh của một tổ chức truyền giáo từ tháng 4 năm 2021. Ông được mệnh danh là Tổng Tư lệnh chống dịch bên cạnh người tiền nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Toàn bộ hoạt động đều chuyển sang hình thức trực tuyến. Ông đã trực tiếp giám sát công cuộc phòng dịch của từng tỉnh thành. Nhờ chiến lược tiêm chủng toàn quốc nên chỉ sau chưa đầy một năm, Việt Nam đã chính thức mở cửa lại nền kinh tế. Sau đại dịch, ông Chính đã đưa nền kinh tế phát triển trở lại. Đến năm 2024, Việt Nam là nền kinh tế đứng thứ 35 thế giới với GDP danh nghĩa đạt 433 tỷ đô la Mỹ. Trên lĩnh vực ngoại giao, ông đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với nhiều quốc gia. Đặc biệt, trong chuyến công du đến Úc vào tháng 3 năm 2024, Việt Nam và Úc đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong sự nghiệp của mình, Phạm Minh Chính có nhiều bài phát biểu, thể hiện rõ quan điểm của mình trong lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông có quan điểm chống chạy chức, chạy quyền trong hệ thống tổ chức đảng và nhà nước. Đối với kỳ đại hội đại biểu toàn quốc chuẩn bị cho Quốc hội Việt Nam khóa 15, ông đã nhiều lần phát biểu, nhấn mạnh phương án xây dựng nhân lực, đại biểu Quốc hội. Ông kêu gọi việc không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy định của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội. Đối với tổ chức đảng, Phạm Minh Chính đề cao các vấn đề về bám sát Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương Đảng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa hoạt động địa phương đi vào nền nếp,
chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, thúc đẩy dân vận được tăng cường, phối hợp giữa đảng ủy với đảng đoàn, phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Ông cho rằng tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được cải thiện, song đây là vấn đề nhức nhối, còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa. Không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm. Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải ngày 10 tháng 6 năm 2021 về việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho đất nước. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn. Phát biểu tại phiên họp chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11. 2. Tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại làng Trài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vợ ông Huệ là bà Nguyễn Vân Chi, sinh năm 1966, quê Nam Đàn, Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Praha Cộng hòa Séc, chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương, hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Nghệ An, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Ông Huệ hiện cư trú tại số 72 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hiện tại chỉ có thông tin ông Huệ và bà Chi có một người con gái sinh năm 2000 tên là Vương Hà My. Cha ông Vương Đình Huệ là Vương Đình Sâm, làm công an, sau đó làm cho bưu chính xã Nghi Xuân. Còn mẹ ông là bà Võ Thị Cầm, sinh năm 1922, làm đội trưởng đội bốc xếp Hồng Lam, rồi làm trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Xuân. Cha mẹ ông sinh được 8 người con, 5 trai, 3 gái. Người con trai thứ hai tên là Vương Đình Ngọc đã hy sinh năm 1973. Cha ông bị thương nặng ở tay do trúng bom của quân đội Hoa Kỳ và sau đó qua đời vì lâm bệnh nặng. Mẹ ông phải một mình vất vả nuôi 8 người con khôn lớn, cuộc sống cơ cực. Theo lời người bạn học Vương Đình Hải thì Vương Đình Huệ từ thiếu thời đã giỏi chơi cờ tướng và đã thắng tất cả các đối thủ trong huyện Nghi Lộc. Theo lời một người bạn học khác tên Hoàng Văn Thái, năm 2016 là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, thì năm lớp 10, 1974, Vương Đình Huệ học giỏi nổi tiếng ở trong huyện Nghi Lộc, được tỉnh Nghệ An tặng cho một chiếc xe đạp. Vương Đình Huệ ham đọc sách văn học và có niềm đam mê với các môn khoa học. Là một chính trị gia người Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Vương Đình Huệ nói đây là vinh dự vô cùng to lớn và trách nhiệm rất nặng nề. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ. Tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông Vương Đình Huệ phát biểu nhậm chức sau đó. Với công tác lập pháp, ông Vương Đình Huệ cam kết không ngừng nâng cao chất lượng và kỷ luật, kỷ cương quy trình lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, bảo đảm tính hợp hiến,
hợp pháp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Thông tin với báo giới về công tác nhân sự và định hướng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15 tổ chức chiều ngày 22 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, với tư cách là một trong số 499 đại biểu đã được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa 15, đại diện cho gần 70 triệu cử tri và gần 100 triệu đồng bào cả nước là niềm tự hào và vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trọng trách nặng nề bởi làm gì để xứng đáng với sự tin tưởng lựa chọn của cử tri. Nhất là trong giai đoạn 5 năm quan trọng của đất nước, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đến 2025 và đến 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, với mục tiêu phát triển đất nước. Về trọng tâm hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, bản thân Quốc hội phải luôn tự đổi mới và tự hoàn thiện. Lịch sử 75 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoàn thành những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao. Trong những nhiệm kỳ gần đây, Quốc hội đã đạt được những kết quả toàn diện, to lớn trên lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những thành tựu, nền móng mà Quốc hội khóa 15 được tiếp thu là quá lớn. Điều này vừa là thuận lợi khi Quốc hội khóa 15 được kế thừa và phát huy những thành tựu đã có nhưng cũng tạo ra áp lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phấn đấu duy trì các thành quả đạt được là rất khó và tiến thêm được bước phát triển mới là thách thức, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Theo Chủ tịch Quốc hội, trước hết phải nâng cao chất lượng công tác lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương lập pháp, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là người đứng đầu. Mục tiêu mà Quốc hội đặt ra là xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, đáp ứng yêu cầu kiến tạo đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Khắc phục tình trạng luật khung, luật ống, đồng thời khắc phục xu hướng quy định cứng trong luật những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống chưa đủ rõ. Do đó, cần tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013, thể chế hóa kịp thời các chủ trương trong nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng với nhiều điểm mới. Tiếp tục rà soát phát hiện những vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong các quy định của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Nhấn mạnh tính chủ động trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, mặc dù luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không còn quy định về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ 5 năm mà chỉ có chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, song để tăng tính chủ động, dẫn dắt tổng thể trong hoạt động lập pháp, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng đề án định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, trên cơ sở đó sẽ xem xét kế hoạch hàng năm, cùng với đó là các sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đối với công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cần đổi mới giám sát tối cao của Quốc hội như một khâu then chốt, trọng tâm, chọn được những vấn đề đúng và trúng. Những vấn đề quan trọng của đất nước, gắn liền với quốc kế dân sinh, giám sát có trọng tâm trọng điểm, truy đến cùng sự việc, xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nêu được kiến nghị xác đáng. Đồng thời phải coi trọng giám sát việc thực hiện các kiến nghị của giám sát, hậu giám sát. Nhiệm kỳ 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý các cơ quan của Quốc hội cần chú ý giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực thi pháp luật vì tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, tăng cường chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường các hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Có cơ chế để đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động giám sát này. Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự cấp cao của nhà nước, các chính sách lớn về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trên video đây chỉ mang tính tham khảo, căn cứ theo các tiêu chuẩn và quy định cho chức danh Tổng Bí thư. Còn ai là Tổng Bí thư mới thì tới đây sẽ do Quốc hội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị quyết định.
chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Tin tiếp theo, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Phần thứ 3. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030. Xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Chúng ta tự hào, tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới. Trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trên thế giới, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt, sự tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp. Các cuộc xung đột quân sự ở một số khu vực trên thế giới tác động đến địa chính trị, địa kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, khoa học, công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia, dân tộc, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Ở trong nước, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn để hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế. Xã hội do Đại hội 13 của Đảng đề ra thì tốc độ tăng trưởng bình quân 6 năm 2024 đến 2030 phải đạt khoảng 8%, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải phát triển mạnh mẽ hơn, tăng khoảng 4,5 điểm phần trăm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Đây là mức rất cao, đòi hỏi chúng ta phải có sự quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được. Thị trường tài chính, tiền tệ, nhất là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp sẽ diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thanh khoản của một số ngân hàng thương mại yếu kém và doanh nghiệp, dự án lớn sẽ gặp nhiều khó khăn. Lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, sức ép lạm phát còn lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực có xu hướng suy giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng. Nhiều doanh nghiệp phải giảm nhân công, giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ việc, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, đăng ký bổ sung hoặc góp vốn, mua cổ phần giảm. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước có dấu hiệu suy giảm, nợ xấu ngân hàng, nợ thuế nhà nước có xu hướng tăng. Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, trật tự, an toàn xã hội, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện vẫn là những vấn đề lớn có nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục. Việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ vẫn là khâu yếu, kỷ luật, kỷ cương ở nhiều nơi chưa nghiêm, thậm chí còn có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, cái gì có lợi thì kéo về cho cơ quan, đơn vị và cá nhân mình, cái gì khó khăn thì đùn đẩy ra xã hội, cho cơ quan khác, người khác. Trong khi đó, các thế lực xấu, thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng tình hình này để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chúng ta nhằm chống phá Đảng, nhà nước và chế độ ta. Tình hình trên đây đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức, mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa 13 và đến năm 2030. Đặc biệt là, cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội 13 của Đảng đã đúc kết được. Đó là, 1. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 3. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, tạo đột phá để phát triển. 4. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý với nhân dân làm chủ, giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả vai trò động lực của con người, văn hóa, của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước. 5. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng theo đúng tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt chúng thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cần tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13. Một là, phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng, quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước. Thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Đối với những vấn đề lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, còn có nhiều ý kiến khác nhau thì cần phải đưa ra họp bàn,
thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng để có những quyết định kịp thời, đúng đắn và phù hợp với tình hình. Hai là phải bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần theo đúng kế hoạch, đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Cần tiếp tục phát huy điểm mới trong nhiệm kỳ 13, đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị cán bộ toàn quốc, trực tiếp, trực tuyến để triển khai, quán triệt nhanh, đồng bộ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị toàn diện ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn, theo cả chiều dọc và chiều ngang, thống nhất từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương trong các vùng, miền. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đều họp để nắm bắt toàn diện, cụ thể, thực chất tình hình, trao đổi, bàn bạc, thống nhất quan điểm, chủ trương, định hướng chỉ đạo những vấn đề lớn, hệ trọng, cấp bách của Đảng, của đất nước, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công việc đã đề ra. Sau mỗi cuộc họp đều ban hành kết luận chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng vấn đề, góp phần quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất quán, thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt, đặc biệt là trong bối cảnh phải phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý các tình huống phức tạp vừa qua, khắc phục những sự chồng lấn, trùng lắp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tạo sự lan tỏa đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cả hệ thống chính trị. Ba là tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo đúng tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Bốn là tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải chấp hành nghiêm túc các quy chế, chế độ công tác, hoạt động trên cơ sở quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình các cuộc họp, sắp xếp nội dung một cách khoa học, bài bản, thời gian tương đối hợp lý, mỗi phiên họp giải quyết được nhiều vấn đề. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, thảo luận dân chủ, cẩn trọng, kỹ lưỡng, văn bản hóa nhanh, kịp thời các kết luận của phiên họp. Việc phân công, phân cấp trong giải quyết công việc giữa Bộ Chính trị và Ban Bí thư, giữa tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Ban Bí thư phụ trách từng lĩnh vực và quan hệ lãnh đạo giữa Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy trực thuộc Trung ương cũng phải rõ ràng, cụ thể. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, báo cáo kịp thời, đầy đủ với Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề quan trọng trước khi quyết định và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Trung ương. Năm là, từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân. Hết sức tránh tình trạng chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Trên cơ sở đó, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, về phát triển kinh tế, cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp, chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thứ hai, về phát triển văn hóa, xã hội cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Thứ ba, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, chủ động, tích cực, làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác. Đẩy mạnh đối ngoại đa phương, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết, tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại. Thứ tư, về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể là, phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, giáo diết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ,
nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để không thể, không dám, không muốn tham nhũng. Thứ năm, về chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng cần khẩn trương, nghiêm túc chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành trung ương và các cấp ủy. Chính quyền các địa phương tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây. Xây dựng có chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026 đến 2031, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 đến 2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tự hào, tin tưởng vào Đảng quang vinh qua 30 năm kể từ ngày thành lập, nhà thơ Tố Hữu. Nhà thơ cách mạng nổi tiếng của chúng ta đã có tác phẩm bất hủ 30 năm đời ta có Đảng, trong đó có đoạn viết: Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt. Đảng ta đây, xương sắt ra đồng. Đảng ta, muôn vạn công nông. Đảng ta, chung một tấm lòng niềm tin. Niềm tự hào, niềm tin đó của nhân dân ta đối với Đảng từng bước được vun đắp, nâng cao, ngày càng bền chặt hơn qua suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng từ năm 1930 đến nay với những kết quả, thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong đấu tranh cách mạng giành chính quyền, kháng chiến kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trong tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, góp phần làm cho đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tin tiếp theo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng nhiều đảng viên. Trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao vi phạm kỷ luật đảng, phải xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, nói thông chính sách nhưng lại làm sai. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 7, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, mỗi đảng viên cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm. Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh,
mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện nghiêm các quy định của đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiền phong, gương mẫu. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là. Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm, có trường hợp cũng phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xử lý nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Điển hình gần đây là các trường hợp vi phạm liên quan đến vụ án Việt Á, trục lợi từ các chuyến bay giải cứu. Theo số liệu tổng hợp từ Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023, trong toàn đảng có 190 tổ chức đảng, 8.583 đảng viên, trong đó có 2.142 cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật. Khuyết điểm của đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận thường là thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực, vi phạm luật phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Thực tế cho thấy sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Nói đi đôi với làm gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước tình hình đồng bào hơn nửa thế kỷ chống thực dân xâm lược Pháp nhưng vẫn bế tắc về đường lối cứu nước, với tinh thần trách nhiệm của một thanh niên yêu nước, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ vị trí người lao động làm thuê với hai bàn tay trắng trên tàu Admiral Latouchevieu ngày 5 tháng 6 năm 1911. Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Là người sáng lập Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Quân đội Nhân dân Việt Nam, cả cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam noi theo về đạo đức cách mạng, về tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng bào, về sự cống hiến cho dân tộc, cho nhân dân, về tác phong nói đi đôi với làm. Chứng kiến đồng bào nghèo khổ bị áp bức bóc lột, bị đô hộ, Nguyễn Tất Thành tìm đến nước Pháp để đòi quyền tự do cho dân An Nam. Sau gần 10 năm gian khổ vừa làm thuê kiếm sống, vừa tìm tòi, khám phá con đường đi cứu giống nòi, Nguyễn Ái Quốc tự nhận trách nhiệm, trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập. Khi dự thảo điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc quy định trách nhiệm của đảng viên A. Tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản và cổ động quần chúng theo đảng. B. Tham gia mọi sự tranh đấu về chính trị và kinh tế của công nông. C. Phải thực hành cho được chính sách và nghị quyết của Đảng và quốc tế Cộng sản. D. Điều tra các việc. E. Kiếm và huấn luyện đảng viên mới. 1. Tháng 8 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ốm nặng, bị đau phổi, rất yếu nhưng vẫn viết thư gửi quốc tế Cộng sản, tham gia xây dựng chương trình nghị sự của Ban chấp hành, đánh giá tình hình Đông Dương và đề nghị hãy gửi cho tôi những tài liệu đã hứa để người tiếp tục làm việc. Không chỉ tự nhận trách nhiệm đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mình, Nguyễn Ái Quốc còn tự nhận mình và những người đồng chí có trách nhiệm rất nặng nề đối với công cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 1931 đến năm 1933, Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành các công việc thúc đẩy phong trào cách mạng châu Á, tổ chức phát triển các cơ sở cách mạng ở châu Á, viết sách giới thiệu về nước Nga, liên lạc với các đảng Cộng sản đề nghị giúp đỡ về tài liệu, báo chí, gây dựng và phát triển mạng lưới liên lạc nối Đông Dương Pháp quốc tế Cộng sản, Trung Quốc và các nước châu Á khác. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, kính cáo đồng bào, kêu gọi nhân dân đoàn kết cứu quốc, người khẳng định, riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do, độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổ quốc là Tổ quốc chung, nước là mẹ chung, vì vậy, ai cũng phải tham gia kháng chiến, ai cũng phải đánh giặc. Cán bộ, đảng viên càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước đảng và quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đối với bản thân người, cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng cũng vì mục đích đó. Năm 1945, trước nạn đói trên miền Bắc, Hồ Chủ tịch phát động toàn dân sẻ cơm nhường áo giúp đồng bào bị đói và người kêu gọi. Tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó, mỗi bữa một bơ, để cứu dân nghèo. Hồ Chủ tịch căn dặn cán bộ, mình bảo người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn, mình lại cứ chén tì tì thì nghe sao được. Đáng lý dân nhịn một bữa mình nhịn 2 bữa mới phải. Chiến dịch biên giới năm 1954 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Nguyên thủ quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch. Hồ Chí Minh là lãnh tụ tối cao của Đảng, của nhà nước trực tiếp đi chiến trường đánh giặc đã tạo niềm cổ vũ sức mạnh vô giá để quân và dân ta thắng lợi, giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng xây dựng đời sống mới, cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt. Người là tấm gương lãnh tụ cả đời thanh bạch, sống trong một ngôi nhà sàn nho nhỏ, quanh năm bốn mùa, chỉ mặc một bộ áo vải kaki cũ, mỗi ngày chỉ có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Người sống bình dị, gần gũi và kính trọng nhân dân. Người dành dụng tiền lương và tiền nhuận bút để mua quà cho các em nhỏ, biếu quà cụ già, ủng hộ đội tự vệ. Nước ta là nước dân chủ, Hồ Chủ tịch thường căn dặn cán bộ, đảng viên tuyệt đối không được lên mặt quan cách mạng ra lệnh ra oai. Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải lễ độ với nhân dân khi giao tiếp, đi đúng đường lối quần chúng trong mọi việc và khẳng định trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Đảng viên phải nói đúng chính sách của đảng và chính phủ để tuyên truyền, vận động quần chúng làm theo. Đảng viên phải thống nhất nhận thức và hành động nói phải đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều. Tiến tới làm rồi mới nói, làm nhiều nói ít và thậm chí làm hết lòng, làm tận tụy mà không nói, không tự phô trương. Hồ Chí Minh cũng đã từng phê bình gay gắt những đảng viên, miệng thì nói rất thông chủ trương, chính sách của đảng, nhưng trên thực tế thì lại chẳng thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn. Trái với tổ chức và kỷ luật của đảng, làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng. Trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1, ngày 6 tháng 1 năm 1946 tại Hà Nội, 118 làng toàn Hà Nội nhất trí kiến nghị là Chủ tịch Hồ Chí Minh không cần phải bầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đương nhiên là đại biểu Quốc hội rồi. Người cảm ơn nhân dân và đề nghị đồng bào để mình được thực hiện quyền công dân. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải bám sát tình hình cụ thể từng địa phương để đảng đề ra chính sách cho phù hợp. Từ năm 1955 đến năm 1965, người đã đi thực tế cơ sở hơn 700 lượt để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình, kiểm tra công việc. Như vậy, trung bình mỗi năm, người đi cơ sở hơn 60 lần, mỗi tháng đi cơ sở 6 lần. Để cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây năm 1959, vừa cây ăn quả, cây có hoa, cây làm cột nhà. Mỗi khi Tết đến, xuân về, người lại nhắc nhở phong trào thi đua trồng cây, vừa trực tiếp tham gia trồng cây. Tết năm 1969, dù sức khỏe yếu, người vẫn đi chúc Tết đồng bào xã Vật Lại, Hà Tây, trồng cây đa lưu niệm trên đồi Yên Bổ. Trong di chúc, Hồ Chủ tịch vẫn lưu ý nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm, làm như thế để tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Học và làm theo Bác. Lời dạy của Hồ Chí Minh vẫn luôn nhắc nhở đảng viên, đảng ta là đảng chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Bất kỳ đảng giao cho việc gì, nhân dân giao cho việc gì, phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Để việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm thiết thực và hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp sau. Một là đổi mới phương pháp học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để học tập và làm theo người thật sự hiệu quả, tương xứng với nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên. Di sản Hồ Chí Minh để lại rất lớn, cần nghiên cứu kỹ từng tác phẩm của người trong từng tình huống cụ thể để hiểu sâu sắc tư tưởng cũng như phong cách của người. Từ đó vận dụng đúng cho từng tình huống cụ thể, tránh việc học tập theo kiểu tầm trương trích cú, học máy móc, vận dụng cứng nhắc. Hồ Chí Minh định nghĩa tinh thần trách nhiệm là khi đảng, chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, làm cho thành công. Người có tinh thần trách nhiệm là người nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, đồng thời gắn liền chính sách và đường lối quần chúng để làm tròn nhiệm vụ. Như vậy, học tấm gương Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, trước hết cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước lĩnh vực mình phụ trách. Khi thực hiện công việc được giao, phải lập kế hoạch thực tế, giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho quần chúng hiểu thấu và ủng hộ chủ trương của Đảng, của chính phủ, bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến quần chúng, gom góp sáng kiến của quần chúng, lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. Hoàn thành tốt công việc với sự đồng thuận của quần chúng, phát huy sức mạnh dân chủ là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với chính phủ và nhân dân. Tác phong gương mẫu, nói đi đôi với làm cần được thể hiện trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Xung phong đi đầu nhưng phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà không làm thì vô ích, đó là một tật xấu. Hai là, mỗi đảng viên hàng ngày thực hành nêu cao tinh thần trách nhiệm với tác phong gương mẫu, nói đi đôi với làm để tự rèn luyện phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân được quy định bởi cơ quan, đơn vị, tổ chức mà cá nhân là thành viên. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân còn có trách nhiệm đối với gia đình, các mối quan hệ xã hội ở khu dân cư và bạn bè. Đảng viên sẵn sàng chấp hành sự chỉ đạo của Đảng, chính phủ, luôn ý thức thực hiện tốt các quy định nêu gương, quy định số 101 QĐTVK ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, quy định số 55 QĐTVK ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 08 QĐTVK ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên luôn sẵn sàng là thành viên có trách nhiệm trong các tổ chức mà mình tham gia, với gia đình, bạn bè, tự rèn luyện để tạo thành phong cách làm việc, tác phong sinh hoạt trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Ba là, tập thể, cá nhân thường xuyên rà soát các văn bản chỉ đạo và kết quả thực hiện để bảo đảm nói đi đôi với làm. Theo Hồ Chí Minh, một trong những tư cách của Đảng chân chính là Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Kế hoạch công tác được xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ nhưng cần chú ý tính thiết thực, hiệu quả, tránh đặt ra các mục tiêu to lớn nhưng không khả thi. Vì một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là 100 chương trình to tát mà không làm được. Tham mau, tham nhiều một lúc dẫn đến chính sách thì đúng, cách làm thì sai, khẩu hiệu tuy đúng nhưng thực hành không có kết quả mỹ mãn. Việc thực hiện văn bản chỉ đạo của Đảng, chính phủ, cấp trên, của tổ chức cần được thường xuyên rà soát, thực hiện hiệu quả để bảo đảm nói đi đôi với làm, tuân thủ kỷ luật và giữ gìn uy tín của Đảng, của chính phủ, của tổ chức, của cá nhân. 4 là tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng để động viên người thực hiện tốt và giúp đỡ người thực hiện chưa tốt sửa chữa. Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm cho việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính phủ,
quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức được diễn ra hiệu quả, tránh hiện tượng nói không đi đôi với làm. Quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện những khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ để có biện pháp khắc phục kịp thời. Hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát còn cho thấy mức độ tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và tinh thần đoàn kết của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Thực tế cho thấy, có những cá nhân sau khi được khen thưởng, bổ nhiệm chỉ một thời gian ngắn đã bị phát hiện sai phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu trung thực, thiếu gương mẫu. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng cần bám sát thực tiễn đơn vị và nắm vững đội ngũ qua nhiều kênh thông tin hơn là căn cứ vào tự báo cáo của cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, kịp thời nêu gương người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, nói đi đôi với làm, đồng thời giúp đỡ người làm chưa tốt sửa chữa khuyết điểm. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể là, phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, giáo diết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này. Nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu. Nói đi đôi với làm là việc làm cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người trẻ Việt Nam để bồi đắp năng lực tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu, nói đi đôi với làm bảo đảm tạo được đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức, thu hút được sự ủng hộ của quần chúng, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng được đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đạt được các mục tiêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 đến 2030 theo nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Quý vị thân mến, tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến đóng góp gì, xin để lại bình luận dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những nội dung đặc sắc đến từ kênh Sắc Màu Tâm Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.